Thế là Thổng My thì cũng là quay cam. Đây là dự án riêng của Nhi á, Phương Thảo ơi. Mỗi bạn ở Sen Vàng là đều làm dự án riêng. Hà là làm dự án ở Hà Giang. Lương Linh đi Cao Bằng, dự án của Lương Linh đã đi rồi nha bạn. Lai bán đồ đi ạ. À. Từ từ. Dạ. Bò này nó không hiện rồi nhá. Tí nữa là khả năng là trao được trao đại diện. Hello mọi người, người đang cầm máy đó chính là Phương Nhi. Tại vì chị Ngọc đang có, chị Ngọc đang phải đấy. Đây, cho coi nhá. Nè, em bé, em tên là gì? Em bé không hiểu đâu. Em bé không hiểu đâu. Em bé không hiểu tiếng Kinh. Đúng không? Em bé không hiểu tiếng Kinh đâu. Ê mọi người ơi, con bò này nó không hề 20 con bò này nó không hề gọi là 20 con bò này nó không hề gọi là hiền đâu mọi người. Đây 20 con bò này rất là dữ luôn á. Hai mươi con bò này rất là dữ luôn. Nè, livestream đi. Đó, mọi người bảo quay chị đi. Bạn sao tự nhiên mới cầm cái like lại đọc comment không hiểu. Đây có rất nhiều bé. Bà chị ơi, cầm điện thoại đi sau khi tất cả mọi người nó chạy như lắm. Cho tụi em xem mặt chị với. Chị đang đeo khẩu trang, không có xem được. Wow, xe chở tôi hoa đạo. Quay chị Ngọc đi, mở cam trước đi chị. Mở cam trước không được, like rồi là không có đổi cam được. Nhi tự chụp không? Ok, cảm ơn. Rồi, gửi chị nha. Ke đầu cùng con bò coi chị. Mười bò dữ lắm. Nhi có siêu năng lực có thể mở cam trước. Tại Nhi là á hậu của em. Coi. Lời chọc chào nó trời. Ừ, nói xù ra đây bạn. Ôi, em bé kìa cưng quá. Giới thiệu đàn bò đi, không biết đây là bò đâu. Nói thêm không? Một, hai. Đây là ai là hổ là giang a dế ở văn hậu nào? Tôi sẽ đuổi 20 con bò đấy. Ai là giang a dế văn hậu đây? Nốt. Quay muốn nói gì thêm không? Cho xin thêm một kiểu nữa nha. Lại này. Đấy, đúng rồi, ok. Em đang thắc mắc Nhi nói chuyện được với bò à? Sao mẹ giao lưu dữ?
Xã Giao em ơi, đây là bò núi. Ôi cẩn thận đau bà bò đá em á. Cẩn thận bò đá em á. Đúng rồi, Nhi đang cầm máy á. Tại vì chị Ngọc đang có việc. Đây là hai mấy hộ dân, hai mấy hộ dân mà đó, đây là hai mươi hộ dân mà chị ta, hai mươi hộ dân sẽ nhận bò đấy. Em bé đang chơi xung quanh chân Phương Nhi. Đây là Bắc Rốt dẫn bò về làng cùng Á Hậu Phương Nhi. Bò ấy, bò này nó dữ lắm mọi người. Mọi người bảo là tự nhiên hôm nay tự sao bò nó dữ vậy trời. Đúng rồi, là mừng lát đó mọi người ơi. Đây, đây là mẹ Phương Nhi nè. Đây là mẹ Phương Nhi, còn đây là dì, dì của Phương Nhi. Đấy, mẹ mình á. Đấy, đây là quả. Sao đấy, đùa nóng chưa? Nóng chưa? Nóng chưa? Đấy. Ừ, mọi người mấy đứa đua đùa vui ghê á mà không hề ngại trong máy ảnh luôn á. Còn đây là mấy bé nè. Chú lớp và con xuống xem bò. Khi nào Nhi về Sài Gòn hả? Mai, mai Phương Nhi sẽ về Sài Gòn luôn. Bò này để tặng rồi, bò này không phải để bán. Bò này như tặng rồi. Xe đấy mấy đứa ơi. Đây nè, trẻ con nó nghịch. Nó dễ thương lắm. Phương Nhi đang bảo lưu mọi người ơi. Mình đang bảo lưu việc học. Người dân ở đây là dân tộc Mông. Mọi người ở đây là dân tộc Mông. Ui, ui, hai con bò đánh nhau. Cái gì mà giật mình à? Không ạ, cháu không giật mình. Này, 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 bỏ đá đi. Đứng lùi ra không bỏ đá đó. Ra đây, ra đây đi, ra đây đi. Ra đây với chị đi. Đấy, hai đứa này à, hai đứa dễ thương nhất. Nhi xài sữa rửa mặt lớp 10 ạ. Hello. Tại vì thấy bạn này trả lời hộ gia đình ông Giàng A Dế ở bàn hộp có mặt đây chưa? Giàng, ông Giàng A Dế. Có bàn hộp mà. Đấy, thiếu ông bàn không, hộp đó không phải hai anh bé sinh đôi đâu. Nhưng mà ừ, bé áo hồng có bánh bao cute ghê luôn đó. Nãy không dám bẹo má em, sợ em nhắc ăn. Đây nè, cái em bé nhỏ. Ừ, cảnh đẹp lắm mọi người. Này, trời ơi, coi cảnh nha. Hả? Trời nó lạnh. Trời nó lạnh. Trời này lạnh lắm.
Lạnh quá. Quay màn đi nhá. Nhi đang nhưng mà Nhi muốn quay cho mọi người coi chị yêu. Đó, quay đây là chị Trâm Anh. Quay chị Trâm Anh đi với Nhi. Có chị Ngọc. Có Mami Duyên. Với lại là có Mẹ Nguyệt. Mẹ Nguyệt với gì? 400 pin thôi, chị có sạc không? Có đem sạc nhưng ở đây có điện không? Mình sạc dự phòng cơ. Không, sạc dự phòng không phải có. Ok, làm nào giờ? Hồi nãy dừng ăn cơm không ai sạc. Thôi, ai cũng sạc hết, có máy em không sạc. Có máy em không sạc hết, tại vì em chủ quan quá à. Lạnh lắm mọi người. Đây này, hôm nay á, thật ra mình chỉ mặc một cái áo cardigan thôi. Thế xong rồi là ba đông bảo là phải nhớ đem áo cho Nhi không? Không chắc chắn là nó sẽ mặc không phanh y như rằng luôn. Thôi mà mày có cái áo của ba đông. Nhi cũng mặc một cái áo len nhưng mà mặc cái áo len thật là mỏng. Nhi cho cái em. Mẹ Nguyệt, đây là gì? À hay, có gì nhớ, hôm nay Mẹ Nguyệt bỏ việc để đi làm từ thiện với con gái. Đúng không Mẹ Nguyệt? Đúng rồi. Cầu kính nhất coi. Mở thông mở khẩu trang thôi. Này. Hey, Mẹ Nguyệt. Đây gì Phương Nhi? Mẹ Nguyệt hôm nay là Mẹ Nguyệt bỏ việc đó. Mẹ Nguyệt gọi là không có đi làm. Tại vì Mẹ Nguyệt bảo là gì con gái về đi từ thiện là mẹ phải đi theo. Đúng rồi. Đúng không mẹ? Hôm nay Nhi đi từ thiện ở Mường Lát Thanh. Ôi. Ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Mẹ nói gì đi. Mình không được kiểu vui thôi. Thấy bà con ở đây đến nhận bò vui quá. À, thế mẹ vui hả? Thì giao bò cho các bà con hộ cận nghèo. Hộ nghèo luôn đấy. Cận nghèo luôn là nghèo lắm. Nghèo luôn ấy là cái gì nhỉ? Bác gọi là bác ủy ban ấy, họ nói là công sở ủy ban xã. Mọi người nói là các đây hộ là bản 20 hộ ở đây ấy, là đến khi cuối đời của họ, họ cũng sẽ không hết nghèo được. Đó là họ tóm gọn được cái hoàn cảnh của 20 hộ đó là như vậy ấy, mọi người. Đó. Có nghĩa là đến lúc mà họ đến cuối đời của họ cũng không có hết nghèo được, nên là mình cũng mong là mình về Thanh Hóa là mình có thể làm được một cái gì đấy để cho họ. Đây là 20 hộ cận nghèo, 20 hộ nghèo mà bên ủy ban đã cung cấp danh sách. Đấy mọi người cho họ bò là họ sẽ nuôi được nha mọi người. Mình bên bên trời lạnh quá mọi người. Đây là những cái hộ mà họ rất là khó khăn luôn á. Ai cũng bảo Phương Nhi giống mẹ đấy. Tên chương trình đáng yêu ha, dẫn bò về làng của á hậu Phương Nhi. Chị Ngọc với lại là mọi người đang bàn giao công việc. Phương Nhi nghĩ rằng là mình cho cần câu sẽ tốt hơn là mình cho con cá mọi người. Vâng, bà Nhi không có đi. Tại vì Ba Nhi với anh trai Nhi phải ở nhà để công việc ở nhà. Còn mẹ Phương Nhi với Nhi thì đi. Mẹ Phương Nhi với dì Phương Nhi, chú Phương Nhi nữa. Cho một con mọi người. Cho mỗi hộ một con bò.
Nhi đi tình nguyện ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Còn đây là bà con, họ đến họ coi mình cho bò. Mọi người cũng tò mò thôi, tại vì mọi người ở đây á, mọi người không, hầu như là mọi người không có điều kiện để mọi người xem tivi hoặc mọi người gọi là cập nhật thông tin tình hình văn hóa giải trí á mọi người, nên là hầu như mọi người sẽ không biết mình và cũng không biết hoa hậu á hậu là gì hết á mọi người. Nên là đến á mọi người cũng giật mình và bảo là cô này á hậu là gì, xong rồi là mọi người cũng tò mò á, mà hầu như là mọi người ở đây á mọi người cũng không có nói tiếng Kinh luôn á. Lạnh quá mọi người ơi. Ở đây em bé, nhiều em bé dễ thương. À, Phương Nhi cũng muốn thổi bong bóng. Không, mai Nhi sẽ về lại Sài Gòn mọi người ạ. Mai Nhi sẽ về lại Sài Gòn. Tối nay mình sẽ ngủ ở Thanh Hóa, ngủ ở nhà mình một hôm nữa thôi, rồi là mình sẽ về Sài Gòn. Ấy, hôm nay mọi người coi mình dẫn bò về làng đi, rồi là tối nay mình có thời gian thì mình sẽ livestream ở nhà mình. Rồi mọi người muốn hỏi gì thì hỏi được không? Nha. Khi nào chị về Hà Nội á? Chị chưa có lịch. Ừ, đúng rồi, ở trên này càng nhiều cành đào lắm mọi người. Đúng rồi, Nhi đang bảo lưu. Nhi đang bảo lưu để Pep Year. Dạ. Dạ chụp rồi. Chụp anh toàn chụp bố đúng không? Chụp đâu anh chụp ấy, chụp em ấy. À, chụp đâu? Cho cháu đi. Gì yêu gì live stream đi. Dì ơi, dì livestream cho em đi. Em hết pin rồi, dì có sàng dự phòng gì không? Không, đó, chú Quý lại cứ bảo là em đi cái gì cũng có, giờ em phải hỏi. Cái kia cũng có à? Mấy thằng, mấy thằng quay quá kìa. Như vậy để tăng binh. Cái kia, em có sàng dự phòng không em? À, em lại không mang. Ừ. Ừ, cũng bận. Sao hết chưa? Sao hết rồi. Quá mà. Không có, không có. Dạ. Dạ không. Hay hả? Không dây ép vào là được. Gì cho em thấy. Ủa, em hiểu rồi. Nhưng mà như thế làm sao mà quay được? Được con. Đây. Không dây em. Út chưa? Được. Thôi lên chưa? Úi trời ơi, đúng rồi. Này, mẹ ơi. Ôi điện thoại. Ôi trời ơi. Thôi. Điện thoại nó cũng lên không phải là đúng như cái điện thoại đó nữa. Trời ơi. Nếu không thì phải có dây nứt mà. Rồi hết rồi. Cái đó mà nó đang sạc pin đó. Nó nổ luôn, tay luôn đó. Thôi. Con sửa máy từ từ bình tĩnh. Được rồi, nhưng mà phải quay màn hình lại rồi. Không phải là con tiết kiệm đâu mà là có dây không? Dạ không cần đâu, để như thế này cũng được. Nó nổ nha. Mới xong mà nó chạy hết dữ liệu qua thôi, có gì đâu. Ngại đi chạy. Sao làm nhanh lắm. Dạ thôi được rồi chú ạ. Đây được rồi mọi người. Nhi đang đi từ thiện ở Thanh Hóa, mọi người hãy xin lỗi mọi người vì cái sự bất ổn này. Bây giờ mình không có. Đây này gì cầm như này gì ơi. Thì cầm này cho em nhé. Ok chưa? Em cài khi nào thì cài cả khi nào. Dì từ gì ơi. Dì ơi từ từ. Đúng thẳng. Nhưng mà con lạnh lắm mẹ ơi. Con lạnh lắm. Trợ lý của chị đâu hả? Chị Duyên với mọi người đang làm việc rồi. Đây này, chị Duyên với chị Ngọc nè. Còn người đang cầm livestream cho Phương Nhi là dì của Phương Nhi. Nhiều người xem không? 1.200 TikTok à? 1.200
TikTok à? Vâng, TikTok. Đây là chú của Nhi. Chú lên hình nổi tiếng luôn rồi. Cái kia là cũng ăn đấy. À đúng rồi, khả năng. Nhưng mà tôi phải Nhi mà lo gì. Sao? Nhi sợ thì Nhi không sợ. Giờ hai cái xe đi lên, xong rồi đứng ở trước cái chỗ cảm hiểu không? Xong cầm sợi dây, lấy cái dây bò. Chưa không? Nghĩa là nó không đá con là được. Chắc cú là không đá rồi, yên tâm. Ừ, bạn mình là. Rồi, con giật mình là nó sợ đấy. Nhưng mà con hay la lắm mẹ ơi. Đừng có vẫy nó. Nó thấy xinh quá, nó đuổi theo đây. Thôi đi. Vậy bây giờ mình dời xe luôn. Giúp em hai. Ừ, là chưa có. Chị Duyên nói đùa, mọi người đừng nghe, mình không phải bạn bỏ. Cái này bị ấp nắng là gì ôi? Đây bị xà. Đang nào chờ quay ra cái chỗ kia em. Đi đi bán bỏ hả? Không. Đi đi chào bò cho bà con. Đây là gia đình luôn. Gia đình đại diện. Mọi người không hiểu mình nói gì hết. Không hiểu. Mọi người không hiểu em nói gì. Có một vài người họ biết tiếng Kinh. Có một cái em bé. Đây này, có một cái em bé 15 tuổi mà phải bỏ học ở nhà rồi. Nên là lát nữa em sẽ đến nói chuyện với ủy ban để em sẽ lo cho em bé đi học. Tại này chứ tìm xuống mưa cho thấy không? Ôi, em bé mà nhà nghèo quá không có đi học được đó. Em cũng muốn đi học mới có 15 tuổi thôi mà đã phải ở nhà. Là cái gì đó? Alo, ban tổ chức xin mời bà con cô bác cùng quý vị đại biểu chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi. Xin mời xin mời các bạn trong đoàn thiện nguyện chúng ta sang bên kia ngồi. Này, mình sang bên kia ngồi nhá. Lạnh em cũng lạnh gì ơi. Ý em lạnh cái gì ấm mà em mặc này lạnh. Không dám rời tay cơ mà. À Phương Nhi ơi. Phương Nhi. Dạ. Mời bạn sang ngồi bên ngoài. Mẹ livestream cho con nhé. Đi bạn này live. Không mẹ live đi. Đây để dì live nha. Dì livestream nha. Ôi chỉ đụng vào cái gì này. Giấu cả. Ngồi gần là ngồi vào giữa thì hợp lý nhất vì là thời tiết nó hơi lạnh á. Tôi anh lo nghe anh chuyển lên để Phương Nhi ngồi giữa. Thôi nữa mà. Nghe được chưa? Mời bà con ạ. Chúng ta hãy vào trong đi ạ. Vào trong sân đi ạ. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà con cô bác chúng ta đang ở bên ngoài đường ạ. Chúng ta vào trong sân đi. Em không mua gì. Nghèo lắm thôi á hậu ạ. Hả? Á hậu nghèo quá. Điện thoại không có cái gì cầm. Xin lỗi mọi người. Em đang livestream. Tại vì là em cũng muốn lan tỏa cái dự án này về cho mọi người nên là xin lỗi mọi người vì cái sự bất ổn này. Bây giờ đứng hai chỗ đây, một option như thế, một option cho đây. Em ơi, con này có vẻ con này hiền nè. Chị ơi. Nhìn qua đây. 01. Con 01 đã hiền đấy. Để chụp ở đây. Đây, nhìn qua đây. 01 ơi. Hello không hả? Ủa sao mà like mà lắng nghe vậy đấy? Không biết. Đứng xích vô đây không sao hết ta. Nè, chị cầm giùm. Đứng ấy. Này. Không, đứng vào đây nè. Sao trời. Ừ. Chết rồi sao? Like kiểu gì thế? Đấy, anh dần rồi bạn ơi. Mời các bạn sang thì quay hơi bất ổn. Tiến hành tổ chức này. Tại đang sạc nhờ sạc dự phòng á mọi người. Đấy, xe dọc rồi nè, nãy tự nhiên ai cầm xe ngang á chứ trời. Cầm cái sợi dây bò.
đi chân bò. Không ai cầm dây bò phía đó nha. Nào, một dây bây giờ mà. Chờ một chút mọi người. Lãnh đạo đang xuống. Quay cam sao không được em ơi, đang sạc mà cục sạc này là cục sạc không có dây á, cục sạc phải áp mặt phẳng của cái điện thoại vào cục sạc á, chứ không thì đâu có chọn cái cách line mà bất ổn như vậy. Anh Ngọc Kem ơi, thế nào gì? Chị biết âm quay không chị, là sao nữa, cái cắm mà. Rồi đi chứ. Em đang cần cái đầu nó không sợ nó. Hôm qua mình vừa quay các bạn ở Nhân 10, đúng rồi, hôm qua là làm dự án chung ở công ty nhà đất Nhân 10. Em cứ cầm tí là nó cho cười luôn á. Nên mọi người đang chờ đại biểu tới. Chăm anh, chăm anh. Em là Bảo Linh. Em ơi, em bảo lấy mấy con lên đâu à? Một con thôi, ra ngoài kia. Ra ngoài kia luôn á? Dạ. Rồi anh ra con này nhá. Dạ, cho bạn làm quen cái đi rồi hả? Ủa sao mình lại lấy người? Đang sạc nè. Ê, cái gì đó nó nổ đáng chịu nha, điện thoại nhìn biết sâu rồi đó, nó bể nát sâu rồi đó. Ủa chị tưởng nó là cái ốp kiểu. Chị ơi, chị dở cái điện thoại ra đi rồi chị sẽ thấy được. Đó chị tưởng nó xài cái ốp kiểu vậy. Bò nó không cắn đâu, nó không thôi. Là sao ta? Mấy cái like này bất ổn quá. Nhi đang làm quen với mấy con bò mọi người ơi. Ban tổ chức xin mời các bạn về. Tại sao mà để dạ đại biểu tới chứ. Không phải ra đâu. Nhi. Nếu mà dắt được. Dắt con bò đó ra ngoài kia kìa cho nó thiên nhiên. Dắt con bò hả? Ừ, ông để anh dắt cho rồi tới đó rồi em mới. Nhi nói chuyện được với bò hả? Có, nói được. Ê, có cái gì rồi kìa? Có cột dây. À vậy hả? Em tưởng nó đi thiệt cơ. Thôi con một với con một. Con một hiền hơn. Bây giờ lấy con này đi ra ngoài kia cho nó hoang dã. Đây. Cái sạc này không phải sạc dây á mọi người. Thì đó, cho nên nó mới bất ổn như vậy. Ai cầu dây cho bạn ơn. Nhi sắp đây. Nhi lo đây. Em chỉ cần cầm cái dây vô thôi. Đi. Duyên ơi, bò nó sợ em Duyên ơi. Bò thấy xinh quá nó cũng hung lắm nhỉ. Một số bạn thi thành đó cũng cảm thấy hơi bối rối rồi đó. Chứng tỏ rồi. Phải phải thôi. Bơi mà 66 nhất này. Giật cái dây đi. Em giờ đấy nó không đặt chạy đâu mà. Đi. Sao ấy? Đi thôi. Đừng đi mà đi. Đừng có giật nhá. Đây chú bò đấy này. Đây chú bò đây. Nào con tặng cái sơn nào con bò.
Tự nhiên chị cũng không biết cậu nhảy sao ấy. Chưa có thằng ngay đấy nhỉ. Sao mà lại đứng sau vô con mỏ kia đấy. Đi sát vào đi Nhi. Sát vào rồi đúng yếu rồi. Đưa bà đi vào. Kéo bà vào đi. Nhanh nhanh nhanh. Sao mà nó bất ổn dữ vậy trời. Bó ra đi. Đâu rồi ta. Em giữ cái này nó cũng nhảy nhá. Bó ra đi ra đây. Thả đồ nó chạy đâu. Ok. Đứng thẳng lên. Phải rồi, lái thăng hoa rồi. Anh tên vui vẻ nhá. Thả lòng nó chạy luôn. Rồi. Rồi, chào nhà khác. Rồi. Anh nhìn. Mấy con bò này nó không có hợp tác đó mọi người. Chết rồi, mới tặng có một con mà bất ổn như vậy rồi làm sao. Ở đây còn 19 con nữa. Tôi tức quá, like cái này thật là nhức đầu. Ồ, người dân địa phương dẫn mà còn không đi nữa. Thì ra đường nha. Ở Trung Lý, xã Trung Lý bạn ơi. Không đi rồi. Ê, chị like mà chị. Ôi trời. Chị lai mà chị bất ổn quá, chị lai chị học chị không nhìn được. Còn ánh làm gì chú mà? Mọi người tới đây thôi. Thôi, con này tí là Em ơi. Hả? Em ơi. Ra. Ghét không? Ghét ra. Lạnh. Ra. Lạnh. Em đi coi bò hả? Em chào đi. Em chào đi. Em chào. Khi live stream không hiểu được cái cảnh này. Ê, gì nhờ, bao nhiêu phần trăm pin rồi nè chị, tháo vào đi. Thôi ghê là chị. Ê, nhưng mà chị phải cầm cái cái điện thoại gì mà thấy ghê vậy. Chị phải cầm cái chị phải cầm cái ốp. Cái ốp của mẹ em cầm cái ốp thì sao, chị ra xin mẹ em cái ốp đi. Sao sợ em quá mà. Cho em mượn. Ơi. À. Vô chương trình mọi người. Đây cầm này nó vẫn sang được mà. Nhưng mà em sợ quá. Ừ. Anh cũng thấy điện thoại sợ. Mời các đồng chí ạ, chúng ta lên tổ chức ạ. Đến thắng ạ. Lên tổ chức ạ. Rồi chương trình bắt đầu mọi người. Mình đang giữ các anh. Chị đừng dắt bò nữa, dắt em đi. Hay vậy quá à. Mình đang ở một cái bãi đất ở trên đường quốc lộ ngay xã Trung Lý. Từ ủy ban xã Trung Lý đi lên khoảng 2 cây á bạn. Tôi rất mong là anh Á Hậu ấy đưa cho hai ba con. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, thực hiện các nội dung phối hợp giữa công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng và câu lạc bộ Siêu Mát Tử Tâm về việc tổ chức Tết Hạnh Phúc dẫn bò về làng cùng Á Hậu Phương Nhi cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Hôm nay được sự thống nhất của Ủy ban huyện Mường Lát, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Quốc xã Trung Lý phối hợp với công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng và câu lạc bộ Siêu Mát Tử Tâm về việc tổ chức Tết Hạnh Phúc dẫn bò về làng cùng Á Hậu Phương Nhi. Về dự buổi trao bò cho các hộ nghèo ngày hôm nay, thay mặt chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện ủy ban huyện Mường Lát có đồng chí Trần Văn Thắng, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp cũng về dự buổi trao bò thứ ba của nhiệt liệt. Về phía
đại diện cho nhà tài trợ, công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng, câu lạc bộ siêu mát Từ Tâm cũng như dự án Tết Hạnh Phúc Dẫn Bò Về Làng cùng Á Hậu Phương Nhi. Có Á Hậu Nguyễn Phương Nhi cũng có mặt ạ, chúng ta cùng nhiệt liệt ạ. Về phía đại diện lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Lý có đồng chí Ngân Thị Phân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cũng có mặt ạ, chúng ta cùng nhiệt liệt. Về phía Ủy ban xã có đồng chí Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban xã cũng có mặt dự, chúng ta cùng nhiệt liệt. Khúc này chưa dắt bò nên em làm thiếu lực cái lát quay lại. Phần nhật quà của công ty cổ phần Smart Tử Tâm. Là em ơi, bò chạy nhanh nha. Phúc dẫn bò về làng cùng Á Hậu Phương Nhi ngày hôm nay còn có 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt được xét hỗ trợ bò, 30 hộ được xét hỗ trợ bóng đèn thắp sáng, 5 hộ nghèo được tặng nồi cơm điện. Chúng ta cùng nhiệt liệt. Sau đây tôi xin được thông qua các chương trình buổi cho quà ngày hôm nay. Thứ nhất là đại diện đơn vị tài trợ có ý kiến phát biểu là do Phương Nhi, Ao Phương Nhi sẽ phát biểu. Thứ hai là ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương là do đồng chí Ngân Thị Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu. Thứ ba là trao và tặng quà cho các hộ nghèo theo cái danh sách và cái đã được bình xét. Thứ tư là chụp ảnh lưu niệm kết thúc buổi trao quà, đồng thời Đảng ủy chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ cùng Á Hậu Phương Nhi dắt bò đi trao cho các hộ nghèo được hưởng hỗ trợ. Tiếp theo chương trình, sau đây xin được trân trọng mời đại diện là đơn vị tài trợ Á Hậu Phương Nhi lên đây có ý kiến. Sau người Kinh nhưng ở xã Trung Lý này lại là dân tộc Mông. Lời đầu tiên thì cho con xin được gửi lời chào cũng là lời cảm ơn tới lại là các bà con thì đã dành thời gian đến đây cùng với con ngày hôm nay để con có thể trao quà cho mọi người. Và hôm nay thì con thật sự rất là vinh dự khi mà nên mình mặc đồ đó không hợp ạ. Để trao quà cho mọi người cũng như là gửi cho mọi người một chút cái tấm lòng của con từ thành phố. Tại vì cái đồ điện này cũng là do gia đình nhà con cung cấp, tại vì gia đình nhà con cũng buôn bán ở trên thành phố. Và con mong rằng là món quà con cùng với 20 con bò trao cho 20 hộ nghèo cũng như là tấm đèn và nồi cơm điện thì có thể giúp cho mọi người có một cái Tết mà ấm no và hạnh phúc. Nói thì mọi người cũng không hiểu tại vì là con nói tiếng Kinh, nhưng mà con mong rằng là bò thì cũng sẽ gọi là bày tỏ được cho mọi người cái tấm lòng của con ngày hôm nay. Và con cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người đã dành tình cảm cũng như là dành thời gian đến đây với con. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ. Cũng cảm ơn các chính quyền địa phương thì cũng đã hỗ trợ cho đoàn. Sao bất ổn nữa? Có thể đưa 20 con bò về đến đây cùng với dân làng cũng như là mình tổ chức một cái buổi gọi là mình ngồi ở đây cùng với nhau. Và cũng cảm ơn chính quyền địa phương. Ủa sốc sạc nó hết vô rồi ta. Để có thể gọi là đưa bò về với dân làng. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hôm nay dành thời gian cũng như là dành tình cảm cho con, tình cảm có thể đến đây với con. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin được cảm ơn. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình sau đây xin mời đồng chí Ngân Thị Phân trên có tư lời phát biểu. Vâng, kính thưa đồng chí Trần Văn Thắng, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mường Lát. Kính thưa Á Hậu Phương Nhi cùng các anh chị em trong đoàn cùng đi ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí đại diện cho đồn biên phòng. Lạnh kính thưa toàn thể bà lạnh con cùng huyền. Các quý vị đại biểu khách quý trong buổi trao bò ngày hôm nay. Coi là thì, trong không khí mùa xuân mới quý mão đang tràn ngập trên mọi miền tổ quốc và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Thì với tinh thần là phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn công tác của dân tộc Việt Nam thì hôm nay cấp ủy, chính quyền và nhân dân Trung Lý rất là vui mừng, phấn khởi được đón các anh chị em trong công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng và câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm về tổ chức Tết Hạnh Phúc Dẫn Bò Về Làng cùng Á Hậu Phương Nhi cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn xã Trung Lý ngày hôm nay. Thì thay mặt cho dành tiền được đảng mua bò, chính quyền địa phương chưa có để dành tiền được, mua áo khoác lời đầu cho tiên bò. Xin được kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí đại biểu cùng anh chị em trong đoàn cùng đi cùng bà con nhân dân hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất.
Vâng ạ, đang tặng thay bò mặt cho bà con đảng ủy chính quyền địa phương thì tôi cũng xin được thông qua một tí về đặc điểm tình hình của xã Trung Lý để cho anh chị em trong đoàn cùng đi và tất cả mọi người để nắm được sao một tí về tình hình chung của địa bàn xã Trung Lý. Thì cũng Trung Lý thì cũng là xã cửa ngõ của huyện Mường Lát, đây có 7,8 km đường biên giới với nước bạn Lào, thì cách trung tâm thành phố Thanh Hóa là 202 km, thì nằm bò cách thị trấn Mường Lát là 38 km. Mọi người tổng diện tích tự nhiên là 19.741,7 ha. Còn ở đây cũng là một xã là vùng cao biên giới, thật sự là đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát, là giao thông đi lại là rất là khó khăn. Cũng với tình hình thực tế ở đây là rất là thuận lợi rồi, chứ còn vào các bản ở tuyến xa là từ trung tâm xã vào là đến 48 km mới đến, mà phải qua sông qua đò mà không đi được ô tô đi qua, mà có những chỗ là xe máy không đi được. Đấy cũng là rất là chia sẻ với các đồng chí để chia sẻ với bà con nhân dân ở xã Trung Lý. Còn hiện nay thì đối với địa bàn xã Trung Lý thì có 1.330 hộ với 6.832 nhân khẩu, thì có 4 dân tộc cùng sinh sống, đó là Thái, Mường, Kinh, Mông. Đấy, tỷ lệ hộ nghèo thì cũng đang còn rất là cao, là 64,6%. Đấy. Còn hôm nay thì với tinh thần là rất là phấn khởi, cùng với bà con nhân dân là được công ty cổ phần quảng cáo thương mại Thanh Vàng và câu lạc bộ Suối Mắt từ tâm về việc tổ chức Tết Hạnh Phúc dẫn bò về làm cùng các hộ phương nhi cho cán bộ, cho các hộ, cho các hộ nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hiện tại đã có mặt ở đây. Thì đối với lãnh đạo xã Trung Lý thì cũng rất mong là các hộ hôm nay mà được nhận bò được hỗ trợ hôm nay thì về thì chăm sóc nuôi dưỡng bò thật là tốt để bò có thể là phát triển và sinh sản tốt, tạo nguồn thu nhập và vươn lên sớm thoát nghèo, chắc phải nhờ anh Toàn để làm giàu chính đáng tại quê hương của mình. Dạ, kính thưa tất cả mọi người, thì mặc dù là công việc của các anh chị em trong đoàn thì cũng rất là bận rộn, nhưng mà cũng vì là sự chia sẻ khó khăn với đồng bào ở miền núi và đặc biệt nói chung nói riêng là đối với xã Trung Lý, các hộ có mặt ở đây thì được làm sao các chị là chia sẻ bớt chút khó khăn đấy, mặc dù là chuyện khó rất là xa xôi nhưng mà đã có mặt ở đây để có những món quà rất là ý nghĩa để trao cho bà con. Thì một lần nữa thì cũng thay mặt cho đảng ủy chính quyền địa phương cũng nói cảm ơn, sẽ không nói được hết bằng lời, nhưng mà một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu, bà con nhân dân, và đặc biệt là đoàn hôm nay là có hỗ trợ bò và trao quà cho bà con nhân dân. Chúc đoàn là có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn luôn là quan tâm đấy ạ, cũng có cái gì mà tạo điều kiện được nhiều hơn nữa về ý nghĩa hơn, cũng tiếp tục là cũng rất mong là quan tâm tạo điều kiện cho xã Trung Lý. Đấy ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí một lần nữa, xin cảm ơn. Ba G không mất. Xin cảm ơn chị Minh Phương. Sơ hở là lóc ạ. Bật Bluetooth đi em cho vâng, biết. Tiếp theo chương trình xin được mời đại diện đoàn lên sân khấu để nhận cái ghi nhận của đảng ủy chính quyền địa phương về cái chương trình từ thiện hôm nay. Ok, mọi người cứ nghe dẫn chương trình nha. Ở Phương ghi nhận luôn. Ghi nhận chứ. À, không, cái cầm giùm ấy. Cầm này. Xin mời cả hai phương nhi lên sân khấu để nhận cái ghi nhận của đảng ủy chính quyền địa phương. Vâng, xin mời đồng chí Nguyễn Văn Lên, phó chủ tịch ủy ban xã lên chào cái ghi nhận tấm lòng đảng lãnh đạo của hai phương nhi. Nhi ơi. Vâng, chị Văn Lên ạ. Bởi vì các đồng chí tác nghiệp nhanh.
bốn người muốn di sản hả? Nay hai bước. Vâng, di sản. Ok được rồi, được rồi. Ok, nhìn thấy nhá, như này này. Một, hai, ba, dưới như này. Anh nói đây cười đi đâu cái nào? Cười lên là gì? Vâng, xin được cảm ơn. Và sau đây thì xin mời đồng chí Nguyễn Văn Lon và Nguyễn Văn lên sân khấu để nhận. Mời chú Lâm cùng chú Văn. Chị Ngọc ơi, anh ơi quay đi. Anh đứng sát chị, anh ngồi đứng sát vào. Thì anh lo đến cười đấy chứ, cái nào? Từ chiều đến giờ chị thấy anh cười. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Ê Phạm Ngọc, cầm mình hơi mệt nha. Xin mẹ phân nhi thêm cái nồi cơm điện đó là đầu thật. Dạ, hồi đó hôm qua đi nhiều. Alo, tiếp theo chương trình là xin được mời năm hộ cầm điện lên sân khấu ạ. Hộ Lương Thị Niêng ạ, hộ Phàng Á Giáo ạ, hộ Sùng Bản Á Ón, hộ Á Thả Bản Sa Lao. Xin mời năm hộ các tên lên sân khấu ạ để áo phân yêu trao phần trả. Hộ Lương Thị Niêng bản Táo, hộ Phàng Á Giáo bản Thăm Một, hộ Sùng Á Đế bản Thăm Hai, hộ Giang Á Mùa bản Á Ón, hộ Hoàng Á Xà bản Sa Lao. Đề nghị là các hộ các tên trên là lên sân khấu để nhận phần quà của ao hoa hậu Phương Nguyệt. Lên Phương Nguyệt đây nha. Phạm Á Giáo, Sùng A Đế bán cầm hai. Đúng rồi. Năm hộ thôi mà. Đúng. Đứng thẳng nào với con. Đừng khoanh tay nữa, bỏ tay xuống. Ta xin lên dịch nữa. Khoanh tay. Cho như vào giữa đi cho nó cân nha. Ông ơi, bỏ cái mũ ra đi.
Không cháy của Phương Nhi nên là em xin Phương Nhi nha, chứ chị không có cho được rồi đó. Xong này Phương Nhi về Thanh Hóa, xong ngày mai Phương Nhi sẽ về Sài Gòn nè. Chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, cảm ơn Phương Nhi với các hộ. Nhìn đâu nhìn bò ra. Vâng, cảm ơn Phương Nhi và cảm ơn các hộ. Tiếp theo chương trình xin được mời các hộ được xét nhận bóng tám. Một là Thủy Thiềm, hai Lương Nhật Tân, ba Lương Văn Bôn, bốn Lương Văn Tầm, năm Lương Văn Pọc, sáu Lương Văn Sùng, bảy Vi Văn Dù, tám Ngân Văn Cận, chín Ngân Thị Tộc, mười Lương Minh Văn, 11 Thảo A Lữ, 12 Thảo A Tứ, 13 Sùng Thị Vua, 14 Giàng A Tứ, 15 Giàng A Lào, 16 Giàng A Đi. Mười bảy Thảo A Sĩnh, 18 Vàng A Sĩnh, 19 Thảo Thị Ly, 30 hộ heo, 20 Giàng A Dìa, 21 Thảo A Dình, 22 Giàng A Giả bằng 2, 23 Lý A Năm bằng 2, 24 Giàng A Vư bằng 2, 25 Sùng A Sĩ bằng 2, 26 Giàng A Chảnh bằng 2, 27 Giàng A Dế bằng 2, 28 Lý A Tứ bằng 2, 29 Giàng A Giả bằng 2 và 30 Lý A Sẹn bằng 2. Em xem là có sai không, nếu không sai không sai đúng gì áp lại đi, nó phải như này mới sát nè, mình sát là ra. Này chưa mấy đợt đi nhỉ. Anh sao từ từ đứng từ từ đi sang phía đường. Ok nghe nha, 1 2 3 cười quá. Nhi làm tiếp hàng 2 đi. Rồi chị ơi, chị đừng đưa hàng này về vị trí ngồi. Đúng không? Tao rồi, sớm rồi đó. Tao. Ừ, sớm chúng mình tính rồi. Cộng tên là cứ theo cái
Ở đây nói đang bình thường. Rồi nhỉ, chụp ảnh lưu niệm mọi người nào. Mọi người cho anh đi vào giữa vực ạ. Đấy rồi. Đúng rồi, đứng giữa. Cấm cân đối vào. Ok. Mời các đồng chí tác nghiệp đẹp vào nhé. Ok. Được rồi, rồi, sao sao sao. Phương Nguyên, xin trao quả thực trình cho các hộ được nhà. Mời người nhận. Vâng, mời các hộ xuống đi ạ. Vâng, các hộ đại diện của các hộ được cập nhật bóng đèn sẽ được nhận món quà của ai Phương Nguyên. Tí nữa Phương Nhi sẽ là trao bò cho mọi người, các em phải nhớ đón xem coi kỹ nha, Nhi sợ bò như thế nào. Ê, chị ơi không, nó phải vô pin á. Từ nãy đến giờ luôn á, là em thấy không vào luôn á. Hết pin ở cái này hay sao ấy. Ui. Ôi, bảo xoay nghiêng cái bà phụ này ra nhé. Đây được rồi, được. Đôi khi chúng tôi thuê làm không chỉ phải lát, không cần. Có các hộ là mỗi hộ nhập 30 hộ được bóng đèn, ngoài 2 bóng đèn ra nhập thêm phần quà 200.000, nhưng mà bây giờ không có cái gì á thì là sẽ được nhận sau nhé. Yeah, còn 2 hộ nhập bóng đèn. Cảm ơn chị ạ. Có ai bảo 20 cháu lên sân khấu cho anh mới nào? Có cho 20 cháu bé. hai mươi bé lên sân khấu đi. Chúng nhận cái quà của fan Phương Nhi. Đưa tại vị trí ngồi cũng được mà. Rau đi. Nguyễn Đình có túi à? Nhi ơi đừng ngồi em ơi, em phải đi phát. Đừng ngồi. Rồi, chết cả con rồi. À, cô Nhi phát quà cho em bé nhá. Ăn qua chiều. Đây là bánh nói. Đây là bánh. Mời ơi, có cả nhà.
Cả nhà lùi lại đi ạ. Lùi lại. Cả nhà lùi lại đi. Ok. Có một số cực kỳ khó. Mà bây giờ ví dụ là các bạn có hai con lần. Nếu dịch các bạn ra một chút anh ạ. Ok ok. Rồi. Nhi đâu ở mừng đáp nha mọi người. Chú bảo là nhìn đây nói lại. Đây hoàn cảnh. Đây tập trung nhìn đây này, tập trung vào nhìn cái ông đó nè. Tập trung đây. Bây giờ dắt hai con ra. Bây giờ dắt hai con ra. Vẫy tay nào. Chào chú cái nào. Đó, thể hiện mình là người thân thiện nhá. Ok. Vẫy tay đi. Tôi về không nhanh. Nhìn chú. Ok, từ cục kể. Ê. Nhìn thẳng đấy, nhìn thẳng đấy. Rồi. Ok. Nhìn anh. Ok. Đây này, phỏng vấn thế này. Không lắc nữa, cười. Ok. Cười đó, đúng không? Ôi, thằng này giỏi thế nhỉ? Nhẹ răng ra, con nào? Nhìn chú. Nhẹ răng ra đi. Nó cười đôi khi nó không hiểu phải không? Nhẹ răng. Nhẹ răng hiểu không? Nhẹ răng nào? Răng ra, được không? Sắp rồi bạn ơi. Anh ok. Anh ấy. Anh ơi cho em viết phỏng vấn. Em sẽ chụp hình cùng, em cũng chụp hình với em bé. Dạ, nua. Là gì? Nua. Sao ý?
mua. Đấy, cho các em bé chụp với chị đi. Đưa bắn lên, bắn nào. Bắn nào đưa lên. Bắn nào. Bắn nào không? Bắn này cay á. Không cay. Không, không cay đâu. Có bé này hiểu tiếng Kinh này chị. Anh thử không? Ăn thử không? Ok. Hay bé. Yeah. Trời ơi, có mấy bé ăn rồi nè. Có mấy bé ăn. Ngon không? Nó than không? Nó than không? Ăn cơm trái trà bông mà. Trời ơi, ăn kìa. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Có tờ giấy không cho em lau tay? Nó than không? Mình đã học được tiếng tiếng Mông sau khi mình đi từ thiện ở Mường Lát. Nè, đã than không em? Hả? Đã than không em? Dạ. Đợi con xíu nhá. Đã than không em? Đấy. Ừ, cơm cháy thiệt lắm mọi người. Dạ mẹ gọi con hả? Anh Dương ơi. Bẩm chú Dương đây nè. Phương Nhi gọi ta chụp với bò đi nè. Bẩm chú Dương đây nè. 18 phòng thì sẽ lên xe. Xem cái phiếu để 20 phiếu. Coi nhà mình chọn 2 nhà. Biết phân được à? À phân được hả? Bây giờ các cụ theo cái số của mình. Cái số nó bắn về tay bò á. Thì là tức là các bạn đã biết được chỗ nào mọi người đi. Và lưu ý là thì chúng ta sẽ có vấn đề đó. Dạ, này lấy 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 chim này, lấy chim này. Nói sao lại lấy chim cái mặt tôi. Ôi trời ơi, trời ơi, sợ quá thế. Đừng. Bình tĩnh. Từ. À, trời ơi. Ê, sợ quá. Ủa mà sao tự nhiên bắt ngược lại vậy? Ờ, không biết nữa. Rồi. Từ đây là số 10 thôi. Số 1, cần là số 10 à? Ở số 1. Ở số 1. Đây là khăn đẹp nữa. Đây là khăn đẹp. Khăn đẹp. Con số 1 là khăn đẹp. Đúng à? Con số 1 là khăn đẹp. Này này, thấy Phương Nhi sợ bò chưa? Này đây đây. Xin hoa gì có giá là con số 13 nữa. Em ơi, cho cán bộ là đứng gần con bò của mình nhận được ấy. Mình thấy là tên như thế. Cái tên như thế là thì chúng ta nhớ cái số tiền cho những nhớ bò ra thì chỉ thử như thế. Nhớ là thử như thế. Hồi nãy là lỗi kỹ thuật nha. Nhớ thì chúng ta có số lượng trả ra cho những nhớ bò ra thì thử như thế. Bây giờ được cho nạn sĩ cho thế này lên từ la cổ số cho thế cho chất lượng xoáy nữa đâu cho được nhớ tôi là cái như này ai biết chỗ anh ta mà đi chăng mà đấy mấy cổ số sao mấy cái mấy lời nhân là mấy cái như này mọi người đang cái thứ hai được nào đi mấy tập tiếp là biết chỗ anh ta mà đi chăng nữa. Mấy chú anh đang sao tôi như vậy nè. Người ta đang quay chụp ảnh mà. Đứng đây. Chị cũng không hiểu nói nhà tôi nhà tôi này nhà tôi nhà tôi nhớ nào bao nhiêu chủ anh ta mà đi à cho nhiều người đấy đẹp quá các bà này tập trung vào đây nhá. Ở cái số của mình một cái bể với ra không bây giờ tập tâm ạ trên này trên này trên
Dạ. Đây là mà gia đình nhà thành này. Đây là nào đấy? Đây này là gần đây luôn. Con cho đấy luôn rồi con ạ. Tại đó đây, mình nhớ nhớ tôi là tối là bắt chuẩn tại đó mà đi chơi một đây. Đây, sao mà chuẩn bị được kỹ à, nó có dưới nữa nó. Thế, bảo bảo chị ấy ra con bảo xuống đây để chụp ảnh đó, chụp ảnh trước rồi xong mới đi đó. Rồi, cứ cần tự tử đó. Lấy chị đã cần con bò đây chụp ảnh trước. Bà có thể bảo quái. Cảm sát lại. Cầm cảm sát cho thằng mẹ đừng cho nó làm sao. Bây giờ em vào chụp ảnh được rồi. Tác nghiệp đi chăm anh, tại gì nữa. Bây giờ đang cuối đoạn. Anh em không phải ra về. Dạ, bây giờ là bàn táo này, bàn ma hát này, bàn... À, mấy chỗ nhớ đó là ma hát xà lò nào có này. Ba bữa một đó, bà hôn một đó, tỏ cốm. Cái gì của mấy chỗ nhớ nhu. Nếu không cho dòng chi à, cha một nữa. Bàn đi. Chi là mấy cha một nữa. Cho chi giờ sử văn phòng là cho nhu nó mỗi một số từ. Thì cho ngày con đã có thể cho mấy cháu ngày nữa. Ê, mấy chú cho tỏ tốt lại với cháu nhỏ nhu là một dì chế này mà thông muốn này. Họ riêng thông một hàng hai phát quan. Thì cháu nhu bớt cháu này nó muốn này. Anh bảo mọi người bắn đi em gái. Bắn đi. Anh bảo mọi người bắn đi em gái. Bắn đi. Nhìn em ấy, nhìn mày. Mất về. Mấy, chạy như này. Mấy xe được xe hàng mà con mấy xe cho tỏ lúc này hình đó nè. Mấy xe được tỏ lúc này hình đó. À, bà con này, okay. Ai nhận bò để ta đứng hình ảnh này chụp quay về máy hình nhá. Quay về máy hình, quay về máy hình bên này. Tất cả những hộ nhận bò ta đứng bây giờ quay về máy hình. Anh Minh Phòng ơi nhìn em này. Dạ. Mấy xe được tỏ lúc này. Mấy xe được tỏ lúc này.
Bạn Tùng ơi, đứng gần bạn Tùng ơi. Ơ, xe tổ mày nữa. Nhìn em nhá. Xe này xe tôi mày anh ơi. Ôi, nhìn em này, anh Minh. Ơ, anh Thắng à? Bây giờ anh Minh tôi chụp. Phương Nhi cho anh Thắng anh đứng gần anh chụp cái. Rồi, anh Thắng ơi, nhìn em anh Thắng ơi. 1, 2, 3. Rồi, anh Thắng cười tươi anh Thắng. Đây. Cười lên con nào, cái phải anh ấy nhỉ? Rồi đẹp rồi, quá tuyệt vời. Cứ ngáo cái cười tươi lên chi. Cười bằng cái là hơi run nữa cho nên cái áo này. Đây anh chụp cùng đây. Nhiều lắm rồi. Cái game. Dạ dạ đợi em xíu. Lại nhá. Chị Lan thua. Chị. Đánh rồi này, tôi phải mới có, tôi phải mua trang trình một chút rồi cho cho mấy bạn đi chắc cũng gầy hóa ám à. Để cho như... Cái nội dung đấy cô tí cô sắp để xác định không? Dẫn dắt về hai bảng đấy. Không lục tục có hộ chân bò ấy. Ông này. Bên đây cô này hoặc bác này được. Cô này không nói được. Bác này. Chào anh kìa. Chào anh. Em đã muốn giống người giống chú em. Dạ được. Anh Sứa. Ở Mường Lát Thanh Hóa đó. Tá quá, giá như anh nhẹ chú, chú cũng lẹ quá. Ây, chú lúc mất. Alo. Alo. Cảm ơn khẳng hai nơi mê chân bổ nơi. Mình kia cất chứ chân bổ kí mở ra cảm ơn khẳng hai nè. Bác con cũng giáp về đi. Bác con cũng giáp về nè. Cảm ơn với khẳng hai giáp về nè. Cảm ơn với khẳng hai đưa về đi nhá. Cảm ơn với khẳng hai chân bổ Chắc mua. Cần cái dây thừng nhá. Vâng ạ, chị cầm hai nè. Cầm hai cầm một. Chúng ta dắt bò về nhà nhá. Đồng ba con lý bản cầm một, đồng hai đi theo họ đi. Cầm thì dắt bò. Cái gì sao anh? Bạn mà. Cầm hai người thôi. Có cầm dắt về. Mọi người cho lùi xe vào là cho 17 con lên. Chúng ta đi đúng là bản nào tôi giải cho vào đó. Nó nhảy đấy. Đi tách ra, đi tách ra con, một con đi sau, một con đi trước. Chú dắt trước đi. Bây giờ chó đi theo. Con về đi. Con về đi. Con 17 con là chuẩn bị ta lên xe để Thank you.
đầu đi. Nó thật sự có thùng hoang hết rồi nè. Đấy, đang đi chứ. Sao tao ngủ nữa. Để bò, để con cho chú nhá. Để bò con cho chú nhá. Để chú con cho anh nhá. Chỗ này cây đấy đứng đi người và người chị em ơi. Nghe nó nghe tiếng ô tô rồi dừng lại ra phone lắm em ơi, cứ sát mũi vào. Bà ơi, Phương Nhi bảo đi đi. Bà ơi, theo Phương Nhi đi. Đi. Hiểu không? Đi. Hiểu không? Đi. Đã không sắp bò về nhà thôi nhá. Úi dồi ôi, trông. Chết rồi. Đi vào. Rồi, dắt con về trước đi. Phóng như ăn cướp vậy. Rồi đi về chuồng đi. Rồi. Đi sang đường đi, đi sang phải đi, đi sang phải đi. Ôi chị ơi. Em không cấp của mình nữa đâu. Bỏ chạy. Em ơi. Đi đi về. Đi. Nhà đâu anh ơi? Con sao làm với tôi? Con lấy tôi? Lâu lắm. Thôi. Đâu? Đi ra bảo phải dắt vô tận nhà mà. Ông cấp rơi xe dắt đến nhà chết. Dắt đến nhà không dắt được đâu. Anh cứ đi đi. Thái cho dắt mày đi. Đi ra ngoài thôi, thái cho bà kêu bà dắt. Lao vào người chứ bộ. Hai ba cây nữa cơ mà. Tự nhiên lao vào người em chứ bộ. Đi về nhà mà ăn. Đi về nhà mà ăn nước đi. Phúc kéo Phương Nhi à? Dạ. Theo thưa Phương Nhi đi nhanh nhé. Đi Phương Nhi. Rồi đi hỏi dắt chưa? Bảo đi Phương Nhi đi. Trên núi á, đỉnh núi á.